Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin rất là thú vị trên kênh của Hiếu trong ngày hôm nay. Thì nội dung thông tin này Hiếu xin chia sẻ thắc mắc của vị khán giả nói về là tu ở nhà, tu ở chùa và Phật ở nhà, Phật ở chùa, Phật nào linh ứng hơn. Đó, thì hôm nay Hiếu sẽ cho quý vị khán giả nghe ông Thích Chân Quang, ông nói trước và sau đó thì sư Thích Pháp Hòa sẽ nói về cái vấn đề này sau. Thì qua cái đoạn video clip mà sau đây ông Quang chia sẻ đó thì chúng ta thấy rằng ổng quảng cáo cho chùa nè, rồi ổng ma mị dẫn dắt dẫn dụ Phật tử về chùa, nó không biết là để làm gì, có phải là để cúng dường hay không. Đó thì chúng ta cũng đã có câu trả lời đúng không quý vị, nhưng mà với cái sự chia sẻ của ông Quang thì Hiếu thấy rằng hoàn toàn sai với giáo lý của Đức Phật, chứ không có giống như là thầy Thích Pháp Hòa là sẽ chia sẻ trong cái video clip này. Thầy nói rất là hay, rất là đúng giáo lý của Đức Phật và chúng ta rất là dễ hiểu luôn. Còn đối với ông Quang, cái ông thích cúng dường này á, thì Hiếu thấy rằng là ổng giảng sao mà nó hơi bị tào lao thưa quý vị. Phật ở đâu cũng là Phật, miễn sao là chúng ta có tâm thì Phật ở trong tâm của chúng ta, mà đặc biệt ở nhà còn có hai ông Phật nữa, đó là cha mẹ mình. Đó, tại sao mình không lo cho cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ vân vân, mà lại đi vào chùa để mà bái Phật, rồi gặp những cái ông mà thợ tu sàm tăng, rồi ma mị dẫn dắt để mà lấy cái tiền cúng dường của bá tánh, làm của riêng mình như thế này thì không thể nào mà chấp nhận được. Thì Hiếu mời vị khán giả cùng nghe cái ông Quang này, ông chia sẻ Phật ở nhà không linh ứng bằng Phật ở chùa như thế nào nhé. Thậm chí ông nói rằng là ai mà có bệnh nan y mà có khối u đó, ở nhà niệm Phật thì 3 năm mới hết thưa quý vị, còn đi chùa đó niệm Phật hay là bái Phật là hết liền. Đó, mời vị khán giả cùng nghe. Chúc quý vị khán giả theo dõi kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và thì cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận hay là tặng cho ông này một bao xi măng, một viên gạch để mà ổng xây cái gì đó thưa vị nha. Rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét. Mời vị khán giả cùng nghe ông Thích cúng dường, Thích cúng nhà, ông chia sẻ sau đây. Có một lần có một người hỏi thầy chứ, thưa thầy, bây giờ con ở nhà con lễ Phật tụng kinh thì nhà con có bàn thờ Phật, con lễ Phật tụng kinh thì con khỏi cần tới chùa được không? Thầy nói Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Thầy không nói đùa, thầy nói nghiêm túc ạ. Cứ tưởng thầy nói giỡn chơi, nói tưởng thầy nói không, thầy nói nghiêm túc á, là Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Mà linh hơn là tại ông Phật này khác ông Phật kia không? Không phải không? Không, Phật là một thôi. Tại vì nhà mình cũng thờ Phật Bổn Sư Thích Ca mà, chùa cũng thờ Phật Bổn Sư Thích Ca mà mình niệm một câu lạy một lạy là cảm ứng liền. Nhưng mà tại sao Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà? Bởi vì nơi đó có chư thiên, có chư hộ pháp ngày đêm hộ trì theo dõi. Và cái người mà đến chùa lễ Phật tụng kinh ngồi thiền tu tập được cái sức gia trì mạnh hơn, cái lời mình cầu nguyện được cảm ứng nhiều hơn. Ví dụ bây giờ mình có bệnh, như mình bệnh nan y thì tự nhiên mình có khối u, mình ở nhà mình quỳ lại Phật riết để sám hối cho hết cái khối u thì nó cũng sẽ hết. Nhưng mà 3 năm mình đến chùa mỗi ngày mình đều đặn 3 tháng rồi khối u bay liền. Vì Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Thầy nói câu này nghiêm túc á, thầy không hề nói đùa, không phải là thầy quảng cáo cho chùa đâu, mà thầy nhìn bằng cái đạo lực của thầy. Đó, ghê chưa quý vị khán giả, quý vị cũng vừa nghe cái ông Quang ổng chia sẻ đó, ổng có cái đạo lực, ổng nhìn thấy được nha, Phật ở chùa linh hơn Phật ở nhà. Ai mà có bệnh nan y vô chùa mà bái Phật, lại Phật, niệm Phật là sẽ hết liền, còn ở nhà thì 3 năm mới là hết cái khối u đó. Đó, thì vị khán giả thấy như thế nào? Ổng đang quảng cáo rồi ổng đang dụ dỗ Phật tử đến chùa. Đó, thưa vị khán giả, đến chùa thì phải gặp ổng, mà muốn có phước thì phải cúng dường, đúng không? Đó, rất là rõ ràng. Đây là một cái chiêu thức của cái ông Thích Chân Dài này, đúng không vị khán giả? Đó, thì cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý, tặng cho ông này một viên gạch hay gì đó. Thì quý vị để lại ý kiến của mình dưới phần video cho Hiếu biết nhé. Và để nói về cái vụ việc mà Phật ở chùa, Phật ở nhà, rồi tu ở nhà, tu ở chùa như thế nào, thì quý vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của sư Thích Pháp Hòa sau đây để đáp lại
cái sự chia sẻ của ông Thích Chân Quang để chúng ta hiểu rõ hơn ai mới đúng là bậc chân tu, ai mới là người giảng giáo lý đúng theo lời Phật dạy ở đây. Mời vị khán giả cùng nghe và để lại ý kiến ạ. Tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt? Hỏi là tu khác nhau thế nào? Dạ có cái khác. Mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà. Phong và ví dụ mình tu ở chùa, lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo, không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình. Còn nếu mình tu ở nhà, mình tụng kinh ở nhà thì cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này chứ đừng để nó lôi. Nhiều khi tụng kinh là còn cầm cái phone theo để bên. Hễ mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào. Mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp. Mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên. Chị em đang tụng kinh. Quý vị hiểu chỗ đâu? Rồi bây giờ mình tu ở chùa, nói cái chuyện ăn thôi, thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay, cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi, và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi. Còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo. Ví dụ như con mình nấu ăn, mình đi ra cũng ngó một cái mình ngửi ngửi, cái này hình như thiếu nước tương đó con, trắng trắng về kho cho nó đen đen chút nó ngon. Mình phải bận tâm chỉ dẫn, cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhất đó, nó hay chi phối mình trong khi mình tu. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe thầy Thích Pháp Hòa giải thích rất là hay về cái việc là tu ở nhà, tu ở chùa. Thì tóm lại theo ý mà sư Thích Pháp Hòa nói đó, thì Hiếu thấy như thế này, tu ở nhà thì chúng ta bị chi phối bởi vì bị tác động nó từ người nhà hay là từ những cái vật mà chúng ta xài hàng ngày như là điện thoại vân vân thì nó không có tập trung. Còn nếu mà vào chùa đó thì chúng ta tập trung hơn bởi vì trong chùa yên tĩnh hơn, đúng không vị khán giả? Đó, giảng như thế đó thì chúng ta mới dễ hiểu và rất là tâm phục khẩu phục, đúng không ạ? Còn hơn là cái ông Thích Cúng Dường, ông đi quảng cáo lôi kéo cho Phật tử đến chùa, nào là Phật ở chùa thì linh, Phật ở nhà không linh. Thưa quý vị, đó thì cái sự khác biệt rất là rõ ràng ở đây. Thì quý vị khán giả có ý kiến và nhận định như thế nào thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận góp ý cho hai thầy nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với phần thuyết giảng của ông Thích Cúng Dường. Ông Quang, ông lại tiếp tục có một cái video clip. Ông nói rằng ở nhà mà có vong ma đó thì chủ nhà đó chơi được. Còn nhà mà không có vong đó là chủ nhà hết xài, hết chơi được rồi. Thưa quý vị khán giả, bó tay luôn, mời quý vị khán giả cùng nghe nhé. Trong nhà ta có vong ma ở với chung với ta mà ta không biết. Nhà đây nhà ai có vong? Có ai nhà có vong không? Có một người giơ tay, hai người giơ tay, ba người. Còn lại những người khác trong nhà không có vong, đúng không ạ? Nhà mà không có vong á thì cái người chủ nhà là cái loại người không chơi được. Mình ăn ở như thế nào mà ma không thèm tới ở với mình, mọi người không xài được, không chơi được. Chỉ những người dễ thương nhà mới có vong ở. Mình ăn ở thế nào mà trong nhà không có con ma? Cũng giống như là gì, ông bà mình nói có gì, đất lành, đất lạnh chim đậu đó, đất có cái khí lành tự nhiên chim nó cứ quanh quẩn lại, nó reo hót quanh năm, thì mình biết là đất lành. Mà đất lành ở đây là gì? Là người lành, trong nhà đó có người tốt, cho nên chim nó cảm nhận được cái tâm đó và nó cứ hay quanh quẩn quanh quẩn. Còn mình tới cái nhà nào mà không một bóng chim kêu thì mình phải nghi ngờ cái gia đình đó, cái con người trong nhà đó có những người rất ác tâm, chim nó nhận ra được cái tâm lý đó, nó tránh xa. Nhớ như vậy, cũng như vậy, đất lành thì chim đậu, mà nhà lành thì
Ma ở, đúng như vậy. Đó, quý vị khán giả nghĩ sao về cái sự chia sẻ của ông Thích Trân Quang thưa quý vị? Ông nói là nhà mà có vong á, thì chủ nhà chơi được, mà nhà không có vong là chủ nhà đã hết xài rồi. Đó, quý vị khán giả trên kênh của Hiếu, có ai mà nhà có vong ở đây hay không? Thì cũng rất mong là quý vị khán giả đưa ra ý kiến xem rằng là ông nói như vậy có đúng hay không thưa quý vị khán giả. Phải nói là rất là xàm xí tào lao mỹ lao luôn đúng không vị? Nào là đất lành thì chim đậu, nó đất mà không lành thì chim nó không có đậu, không có tới. Thường thường dân gian người ta có câu là đất lành chim đậu, đất không lành thì đất nhậu luôn chim, thì đúng hơn đúng không vị? Đó, thì đối với những cái gì mà ông chia sẻ như thế thì Hiếu bó tay rồi thưa vị, cho nên là cái ông này bị Giáo hội Phật giáo cấm thuyết giảng trong 2 năm là đúng rồi, chứ không có còn gì mà để quan trọng hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì vị khán giả nói rằng cấm có 2 năm thì quá nhẹ với ông này đó, biết đâu chừng là ngựa quen đường cũ, sau khi mà hết cái án kỷ luật rồi ông quay trở lại, ông lại tiếp tục xàm xí như thế nữa thì làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo, làm ảnh hưởng đến đạo Phật của nước nhà, thì nó không có hay đó. Cũng rất mong là bên phía cơ quan chức năng có thẩm quyền hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải là cấm ông này vĩnh viễn luôn, rồi trục xuất ra khỏi giáo hội, rồi cho ông về vườn chăn vịt vân vân. Đó, có rất là nhiều ý kiến của vị khán giả ở đây. Và thậm chí hiện tại đây thì bên phía cơ quan chức năng người ta cũng đang rất là quan tâm về cái bằng cấp của ông này, đó là cái bằng tiến sĩ. Thì mấy ngày vừa qua thì cũng đang rất là dậy sóng trên mạng xã hội. Thì cả luật sư thì cũng có đơn để mà gửi lên là bác Tô Lâm, Tổng Bí thư của đất nước mình, để mà xem xét lại cái trường hợp của bằng tiến sĩ ông Thích Trân Quang này. Đó, bên cạnh đó thì có những người mà liên quan đến cái bằng cấp này, chẳng hạn như là cô giáo, thầy giáo, phó giáo sư, tiến sĩ gì tại trường đại học đó, thì cũng cần phải làm rõ và có cái câu trả lời cho dư luận được biết, chứ để thôi là vẫn còn nghi ngờ, thắc mắc, bán tính, bán nghi về cái bằng của ông này. Đó, thì chúng ta chờ đợi thời gian nhé. Bởi vì cái hành vi sai trái của ổng á, hiện tại đây thì nó bung bét hết trơn thưa vị khán giả. Sớm muộn gì thì cái ông này cũng đi xa thôi. Đó, chúng ta còn chờ đợi thời gian nhé. Rất mong là vị khán giả kiên nhẫn chờ đợi bên phía cơ quan chức năng sẽ xử lý ông này như thế nào. Đó, luật nhân quả sẽ đến với ổng thôi thưa vị. Đó, thì trở lại với hai cái bài giảng của hai thầy. Thứ nhất là ông Quang, thứ hai là thầy Thích Pháp Hòa. Thì cũng có rất nhiều cái bình luận để ở dưới cái video này nói như sau. Tà sư giảng đạo, đất lành chim đậu, nhà lành ma ở, giảng đạo thực sự như vậy, .. mà người dân đến đó nghe giảng và vỗ tay tán thán thì sợ quá. Có nghĩa là cái ông này xàm quá mà cũng có người đến để mà vỗ tay tán thán thưa vị khán giả. Còn có người thì nói là đang bực bội mà nghe thầy giảng xong vội chạy đi mua cái điện thoại mới, nó đập luôn cái điện thoại thưa vị. Còn bài luận khác thì nói thầy giảng tào lao vậy mà nhiều người ở dưới vỗ tay ghê đó. Còn có người nói thì ông này đang chửi Phật tử đang ngồi ở dưới vậy mà cũng ngồi nghe vỗ tay đó, coi như là rất là bó tay đối với cái ông Sàm Tăng này luôn. Còn có người nói như thế này: khó khăn gian khổ đất nước mới được hòa bình và thống nhất ba miền, người dân không ai muốn làm gì gây hại quốc gia, chiến tranh đổ máu tàn sát lẫn nhau, hại quốc gia và dân tộc. Cái người dân cần là lãnh đạo gìn giữ và làm đúng trách nhiệm của mình hiện tại và mai sau, dân giàu nước mạnh và hạnh phúc, chứ không phải giữ đạo giáo chúng hình thành phá đạo hại đời, hại tương lai bá tánh và con cháu chúng ta sau này, giúp ma đạo ma tăng tồn tại lừa bịp hại bá tánh và con cháu chúng ta phải khổ vì chúng. Ở đây ai cũng bức xúc đối với cái ông Sàm Tăng Thích Trân Quang này hết trơn thưa quý khán giả. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều bài bình luận tán thán, quý trọng và kính yêu đối với thầy Thích Pháp Hòa. Thì ở đây thì chúng ta cũng đã thấy được là ai mới đúng là người tu đúng giáo lý của Đức Phật và ai mới đúng là bậc chân tu ở đây, thì vị khán giả chắc cũng đã có câu trả lời đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây thì có một cái bài bình luận rất là hay thưa quý vị, thì Hiếu cũng xin đọc cho quý vị khán giả nghe. Quý vị khán giả có đồng tình hay không thì cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý nhé. Bài bình luận của Tony Lee nói như thế này: cái cốt lõi của đạo Phật
của một người tu sĩ Phật giáo là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của Phật dành cho một người tu sĩ thì cái giới sẽ sinh ra cái định và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi mà đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Đó là Thầy Thích Minh Tuệ. Thật và giả từ bước chân Thầy Minh Tuệ. Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại đòi hỏi đi tu phải có giấy phép, có môn bài, phải nhập hội. Hiểu rộng hơn một chút bằng thông báo này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn xác định chỉ những thầy chùa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận mới là sư thật. Ngoài ra đều là sư giả. Thật và giả ở đây không phụ thuộc vào bản chất và hành vi mà tùy vào sự công nhận hay không của một tổ chức mang danh tôn giáo nhưng vận hành như một đảng chính trị hoặc một băng đảng tội phạm. Vấn đề ở đây là giữa hành giả sư Thích Minh Tuệ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ai là sư giả, ai là sư thật, ai là con trưởng của Đức Thế Tôn, dấn thân thực hiện giáo huấn của Ngài nhằm vươn tới sự giải thoát. Còn ai là kẻ núp bóng chùa chiền, lợi dụng sự vô minh của dân chúng để trục lợi? Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng hiện tượng Thích Minh Tuệ là làn sóng dư luận chung quanh cuộc thiền hành của ông, xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thì nhận thấy ngược lại. Hành trạng của sư Thích Minh Tuệ buông bỏ hoàn toàn mọi tiện nghi trần thế để chuyên tâm sửa mình theo giáo pháp của Đức Phật, đang làm thức tỉnh lương tri của nhiều người, giúp họ phân biệt đâu là Phật giáo thứ thiệt, còn đâu là thứ giáo hội giả cày lung lạc niềm tin của dân chúng, chỉ cốt để vơ vét của cải tiền bạc sống vương giả trong những ngôi chùa to lớn như cung điện. Nếu có một hành vi xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì đó không phải buộc thiền hành đội trời đạp đất của một hành giả khiêm nhường Thích Minh Tuệ, cung kính đang trên đường học Phật, mà đó là những hành vi của nhiều tăng ni lợi dụng sự vô minh để quảng bá những trò mê tín như dân sao giải hạn, quan gia trái chủ, dọ nạt bá tánh để đốc thúc họ cúng dường, nộp tiền mua phước để rồi tăng ni phô bày lối sống xa hoa, trụy lạc, trái ngược hẳn với tinh thần buông xả của Phật. Ở đây thật giả đảo lộn, người thật tu thì bị lên án là sư giả, còn bọn giả sư lộng hành từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, người thức thời gọi đây là thời mạt pháp, quả không sai. Đây là một cái bài bình luận khá là hay, chí tình chí lý lên án đối với những ông sàm tăng đang tu ở chùa cao Phật lớn. Đó, có những cái giáo lý sai với giáo lý của Đức Phật nhưng lại được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ cho rằng những vị sư này là sư thật. Còn đối với sư Thích Minh Tuệ đi tu học theo lời Phật dạy đúng giáo lý của Đức Phật thì lại cho là sư giả. Thì vị tác giả của cái bài viết này rất là bất bình và bức xúc ở đây. Thì cũng rất mong là bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xem xét lại cái trường hợp này đó, để mà có cái tính khách quan, để làm cho mọi người trong và ngoài nước biết đúng sai như thế nào. Người ta cũng đã nhận định rất là rõ rồi. Chứ bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì lại binh vực đối với những ông sàm tăng thợ tu như thế này. Chẳng khác nào là phá hoại đạo, rồi làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đúng không à? Trong khi đó thì sư Thích Minh Tuệ phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Sư đã bỏ hết tất cả những gì mà người đời đang có, tứ đại giai không, đầu trần chân đất để mà đi tu tập. Thì sư mới đáng được kính trọng và mới đúng là một bậc chân tu. Đúng không à? Đó, thì qua bài viết này quý vị khán giả có đồng tình hay không? Cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét dưới phần video cho Hiếu biết nhé. Chứ Hiếu thấy rằng là tác giả này nói rất là hay, rất là thấu tình đạt lý ở đây. Đúng không quý vị? Xin cảm ơn tác giả rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin hôm nay.
Đó, thì vị khán giả có ý kiến và đánh giá nhận định như thế nào thì vị khán giả cũng để lại dưới phần bình luận nhé. Bên cạnh đó thì vị khán giả tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng có tiếng nói chung lên án Sàm Tăng và chúng ta cùng cầu nguyện cho sư Thích Minh Tuệ trên con đường tu học sớm đắc thành chánh quả nha thưa vị. Xin cảm ơn quý vị. Chúc vị khán giả xem kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.